Xin chào mọi người, đây là bản tin công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Thông tin đầu tiên trong ngày hôm nay, chiếc máy đáng chú ý của thương hiệu Realme sắp được ra mắt. Nhờ sự nổi tiếng của Dynamic Island mà chiếc máy vốn rất bình thường là Realme C55 lại đặc biệt được chú ý gần đây. Chiếc máy được mở bán ngày 8 tháng 3 tới đây, sở hữu con chip Helio G88, RAM tối đa 8GB và có thể mở rộng thêm 8GB RAM ảo. Ngoài ra, C55 sẽ có màn hình 6,72 inch 90Hz, camera chính 64 chấm, pin 5000 mAh và sạc nhanh 33W. Điều thú vị ở chiếc Realme C55 này chính là tính năng mini capsule hoạt động giống như Dynamic Island. Về cơ bản, mini capsule sẽ hiển thị cảnh báo pin yếu, trạng thái sạc của smartphone, mức sử dụng dữ liệu, số bước chân và khoảng cách đi bộ trong ngày. Tất cả sẽ có trong phần khuyết của màn hình smartphone giống như Dynamic Island, biến chiếc Realme C55 trở thành sản phẩm Android giá rẻ đầu tiên sở hữu tính năng này. Tin tức tiếp theo chính là việc Honor tham vọng quay lại thị trường Việt Nam. Honor đang có kế hoạch quay trở lại thị trường Việt Nam sau hơn 3 năm vắng bóng, với mục tiêu là phân khúc tầm trung dưới 10 triệu đồng, nơi đang có sự hiện diện của rất nhiều thương hiệu từ lớn tới nhỏ như Apple, Samsung, Oppo hay Xiaomi. Trong quá khứ, trước khi tuyên bố rút khỏi thị trường Việt Nam, Honor từng là thương hiệu khá nổi tiếng. Hiện tại, Honor đã không còn chịu sự quản lý của Huawei. Các dòng sản phẩm mới của Honor đều mang thiết kế mới mẻ, có hỗ trợ 5G cũng như các dịch vụ của Google. Sau khi tách riêng khỏi Huawei và hoạt động độc lập, Honor đã và đang dần chiếm lại vị thế của mình, trở thành một trong những thương hiệu có mức tăng trưởng nhanh nhất tại Trung Quốc. Việc Honor trở lại thị trường Việt Nam là điều có thể dự đoán trước được, nhưng khả năng hãng có thể cạnh tranh được hay không thì nhiều người không dám tin vào điều này. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, Redmi Note 12S chuẩn bị được ra mắt. Theo các báo cáo, Redmi Note 12S sẽ ra mắt vào quý 2 năm nay, bên cạnh các sản phẩm khác là Redmi A2 và Redmi 12C. Khác với vi xử lý dự kiến là Snapdragon 870, nhiều nguồn tin rò rỉ đều khẳng định Redmi Note 12S sẽ trang bị chip của MediaTek, nhưng không nói cụ thể là chip nào. Redmi Note 12S là thế hệ kế nhiệm của Redmi Note 11S ra mắt vào tháng 1 năm ngoái. Note 11S thì không gây được ấn tượng bởi bị che phủ bởi chính gà nhà là Redmi Note 11 Pro, cho nên Note 12S được kỳ vọng sẽ không đi theo vết xe đổ của thế hệ tiền nhiệm. Một số báo cáo cho biết, thậm chí Note 12S sẽ là phiên bản được tập trung hiệu năng với con chip Dimensity 8100, tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được xác thực. Mức giá dự kiến của Note 12S sẽ bắt đầu từ khoảng 6 triệu đồng. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.